Xin chào tất cả các bạn, đồ gỗ mỹ nghệ nội thất cao cấp sang trang xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 8 tháng 4 năm 2021, thì đồ gỗ mỹ nghệ nội thất cao cấp sang trang xin trân trọng giới thiệu tới quý vị toàn thể anh chị em khách hàng thân yêu một trong những sản phẩm tác phẩm đồ gỗ mỹ nghệ nội thất cao cấp được cơ sở chúng tôi gia công thiết kế cho đến khi hoàn thiện sản phẩm. Trước mắt quý vị là một bộ ba sản phẩm có tên gọi là Minh Chọc và tiếng Trung Quốc gọi là Chuyên Nhỉ, được làm từ chất liệu gỗ cẩm lai vô cùng quý hiếm. Gỗ cẩm lai thì ngày càng mai một, và để làm ra bộ ghế đẹp có kiểu dáng như thế này là cả một quá trình được cơ sở chúng tôi nghiên cứu ra mẫu cho đến câu thi công. Và sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu một vài chi tiết thông số kỹ thuật của bộ ghế. Như quý vị đã biết, bộ ghế Minh Chọc thì bao gồm 3 món, và chức năng của bộ ghế thì anh chị em có thể là kê ở phòng khách, phòng trà hoặc là ban công, chúng ta ngồi để thư giãn, uống trà, đọc sách. Thì bộ ghế này có chiều dài cơ sở là 63 phân và chiều sâu 50. Đây quý vị có thể nhìn thấy chi tiết rất đơn giản thôi ạ. Ví dụ như cơ sở chúng tôi làm thì lựa chọn chất gỗ rất kỹ, từ vân màu cho đến tính chất của gỗ. Ví dụ như bộ ghế này thì mặt ván thì được cơ sở chúng tôi làm, đó là hai tấm ván này là nguyên một cây. Thứ nhất là nguyên một cây gỗ, cái thứ hai là vân màu, là vân tự nhiên. Đấy. Nhất là đôi vách của bộ ghế thì được chúng tôi thi công cũng như là chọn gỗ, là hai tấm vách này là vách là liền cục, là vanh, hoàn toàn không phải uốn, tất cả đảm bảo 100% là vân tự nhiên hết. Đây ạ. Và bộ ghế bình thường, một bộ ghế Minh Chọc thì những bộ ghế khác thì chỉ có một cái xà thôi, một cái xà ngang. Nhưng mà để đảm bảo chắc chắn cho bộ ghế thì cơ sở chúng tôi làm thêm một cái xà nữa. Và toàn bộ cam kết tất cả những sản phẩm của cơ sở chúng tôi sản xuất ra là 100% được làm kỹ thuật hàng mộng, vô cùng chắc chắn và tinh xảo. Không những đẹp về mặt thẩm mỹ, cái thứ hai còn đẹp về mặt kiểu dáng. Đây ạ, quý vị có thể để ý, đây là một chiếc mộng thủng. Chức năng của mộng thủng là gì? Thứ nhất là đảm bảo cho bộ ghế chắc chắn, cái thứ hai là đủ mộng. Đấy. Và toàn bộ được bộ ghế được lắp mành tua xoay chỉ rất đẹp. Đây ạ, chất gỗ cẩm lai thì anh chị em có thể nhìn trực tiếp quay cận cảnh. Đấy, em xem. Đấy, em có thể quay cận cảnh cho quý vị anh chị em. Vai ghế rất tròn, dẻo, cong. Đây ạ. Đấy, bộ ghế này cũng vậy. Thì vai bên này cũng vậy. Hoàn toàn 100% là vân tự nhiên. Bộ ghế này đây là vừa mới làm xong. Đấy, mới có lạo qua đây ạ. Vân gỗ tự nhiên. Đấy. Tôi có thể thử ngồi. Đấy, anh chị em thấy rất thoải mái, thư giãn, lưng tựa ghế rất thoải mái. Ghế ngồi phải thoải mái. Đấy là một trong những tiêu chí mà cơ sở chúng tôi luôn đặt ra và nghiên cứu sản xuất. Thì anh chị em, quý vị có nhu cầu về những mặt hàng sản phẩm như thế này, xin hãy vui lòng gọi điện trực tiếp qua số điện thoại 081 703 5555, gặp anh Sáng, chủ cơ sở đồ gỗ mỹ nghệ, để được tư vấn và báo giá tận xưởng. Thì cơ sở chúng tôi nhận hàng đặt, có thể ngoài ghế, tủ, kệ tivi, bàn ghế, phòng khách, phòng ngủ, combo. Thì cơ sở chúng tôi là một trong những cơ sở chuyên sản xuất các sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp. Thì anh chị em, quý vị có thể là tìm hiểu qua trang YouTube kênh đồ gỗ mỹ nghệ nội thất cao cấp sang trang để được theo dõi và luôn cập nhật những sản phẩm mới nhất từ cơ sở chúng tôi. Thì hôm nay cũng là ngày nhân tiện mà bộ ghế này là một bộ ghế mà chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của một vị khách. Thì hôm nay tiện đây tôi review để giới thiệu cho vị khách, và cũng là để giới thiệu cho anh chị em biết đến sản phẩm của cơ sở chúng tôi. Nếu anh chị em có nhu cầu thì một lần nữa xin cảm ơn anh chị em bớt chút thời gian để lắng nghe và chia sẻ một vài những sản phẩm mà trực tiếp cơ sở chúng tôi sản xuất. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, đồ gỗ sang trang đã đóng thùng pallet cẩn thận cho một bác khách ở xa. Đây ạ, đấy, bộ ghế Minh Chọc. Vì hàng vận chuyển xa nên cái đảm bảo chất lượng, đóng bao rất cẩn thận, không những đóng mềm mà còn đóng pallet bên ngoài để bảo vệ. Cảm ơn bác luôn tin tưởng và ủng hộ đồ gỗ sang trang. Anh em có nhu cầu về những sản phẩm đồ gỗ nội thất cao cấp, xin vui lòng gọi điện trực tiếp qua số điện thoại 081
703-503-5555 để được tư vấn và báo giá tận xưởng. Đồ gỗ Trang Trang nhận làm tất cả các sản phẩm đồ gỗ nội thất cao cấp, từ bàn ghế, giường tủ, tủ rượu, kệ tivi, bàn phấn, tủ bày đồ. Xin trân trọng cảm ơn. Đây, vâng, chào anh chị em, đây là bộ ba minh trọng. Hôm trước đồ gỗ Sang Trang có đăng lên trên kênh YouTube đấy, thì có bác khách thì bác ấy đặt hàng, thì hôm nay đồ gỗ Sang Trang thì đóng bao pallet cẩn thận chuyển hàng cho bác. Đấy, bên trong thì đóng giấy lụa, còn bên ngoài thì đóng pallet cẩn thận, đảm bảo hàng chuyển xa bất kỳ nơi đâu cũng yên tâm tuyệt đối. Thì cảm ơn anh chị em đã luôn ủng hộ cơ sở chúng tôi. Nếu anh chị em có nhu cầu về những sản phẩm đồ gỗ nội thất cao cấp thì hãy liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0817035555 để tư vấn và báo giá tận xưởng. Xin trân trọng cảm ơn.